Thập Nhị Quỷ Nguyệt, 12 đứa con cưng của chú quỷ, 12 ác quỷ ưu tú hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mizen, 12 nhân vật đóng vai trò là bức tường phản diện chính trong Kimetsu no Yaiba, 12 con quỷ được xướng tên, đánh giá sức mạnh dựa trên chu kỳ trăng của tháng âm lịch. Thượng huyền và hạ huyền được phân định rõ ràng như thế đấy. Không chỉ là cái danh xưng hảo huyền được đặt ra cho có trên có dưới hay để phân biệt cao thấp giữa các thành viên, mà bên trong nó còn chứa đựng nhiều ẩn ý về sự tách biệt trên mọi phương diện. Khoảng cách giữa giới thượng lưu và hạ lưu trong một xã hội nơi con người bị ngăn cách bởi rào cản của đồng tiền. Khoảng cách giữa thượng nguồn và hạ nguồn trên một con sông bị ngăn cách bởi dòng chảy trung lưu của chính nó. Đó là những điều mà chúng ta khó lòng có thể đem ra để cân đo đong đếm được. Và cả khoảng cách sức mạnh giữa thượng huyền và hạ huyền cũng vậy. Chúng ta chưa có một bàn cân nào để so sánh xem chênh lệch đẳng cấp giữa họ nó khổng lồ như thế nào. Hãy cùng mình phân tích, đào sâu, làm rõ sự tách biệt sức mạnh giữa thượng huyền quỷ và hạ huyền quỷ chính xác là bao nhiêu nhé. Yếu tố đầu tiên và cũng là một trong những điều kiện tối quan trọng để đánh giá sức mạnh của một thành viên chính là năng lực. Nó có thể phụ thuộc vào khả năng hấp thụ thịt người của từng ác quỷ, kỹ năng chiến đấu sẵn có khi còn là con người, sức mạnh được rèn giũa, phát triển vượt bậc theo thời gian, hay một phần được hỗ trợ và có liên quan ít nhiều đến huyết quỷ thuật mà con quỷ đã sở hữu. Một ví dụ điển hình là cặp thượng tứ Hentengu và Nakime. Đầu tiên là Hentengu, khi còn là con người hắn ta là một kẻ điên, chính nhờ những suy nghĩ méo mó, tính cách điên loạn đi cùng sự gian man xảo trá đã giúp hắn hình thành nên huyết quỷ thuật về sau này. Không thể phủ nhận Hentengu lên được chức thượng tứ đều là nhờ vào năng lực, và năng lực đó lại phụ thuộc hầu hết vào huyết quỷ thuật của hắn ta. Thứ hai là Nakime. Kiếp người của cô chỉ là một nhạc công chuyên diễn tấu đàn tì bà để kiếm sống. Thế nhưng sau khi tìm thấy nguồn cảm hứng nghệ thuật từ việc giết người, tài năng của cô được nở rộ, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Sau khi gặp Mizen và được người trao cho thân phận quỷ dữ, cô vẫn tiếp tục phát triển sức mạnh theo hướng này, từ đó hình thành nên huyết quỷ thuật tạo ra vô hạn thành. Tất cả đều là nhờ vào năng lực cùng sự chăm chỉ rèn luyện của Nakime. Vậy hạ huyền thì có gì? Chúng vẫn có huyết quỷ thuật đó thôi, nhưng chúng chưa đủ tài năng để tận dụng, khai thác hết tiềm lực của mình như các thượng huyền. Bằng chứng là các kỹ năng được phân nhánh từ huyết quỷ thuật của chúng khá hạn chế, không được đa dạng cả công và thủ như huyết liềm của Gyutaro, thuật thức triển khai của Akaza hoặc các tuyệt kỹ xương băng của Douma. Chưa hết, nó còn phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố như xuất phát điểm tiền thân, thời gian, kinh nghiệm, sức ăn mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở những đề mục sau đây. Hãy cứ thử so sánh xuất phát điểm của một vài thành viên trong nhóm thượng huyền và hạ huyền. Chúng ta ngay lập tức có thể nhận ra sự tách biệt xa đến tận chân trời về năng lực trong mỗi cá nhân. Kyogai trước đây là một nhà văn từng bị chà đạp bởi lời lẽ của người đời. Chàng trai với độ tuổi tầm đôi mươi đó, suy cho cùng cũng là một con người bình thường. Còn Rui trước kia chỉ là một cậu bé yếu ớt, bắt đầu đi lên từ con số 0 sau khi được Mizen ban cho một cơ thể cứng cáp, khỏe mạnh. Trên hành trình tìm lại định nghĩa của tình yêu thương, cậu lạc lối trong hai chữ gia đình không có thật mà mình tự ngụy tạo, để rồi cậu đã giết bao nhiêu người và đạt được chức vị hạ ngũ lúc nào mà chẳng hay. Hãy cùng bắt cầu sang các thành viên của nhóm thượng huyền. Gyutaro khi còn là một thiếu niên đã quá quen với việc đâm thuê chém mướn, hành nghề đòi nợ thuê là cơn ác mộng của phố đèn đỏ. Chỉ với một chiếc liềm cùng vết thương chí mạng ở sau lưng, anh dư sức lấy mạng của một tên samurai trưởng thành với đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu và một bà chủ bất lương của một nhà thổ nào đó. Hai con người đã ngã xuống dưới bàn tay của kỹ phu Thái Lan chỉ trong một tích tắc. Hay Hakuji của năm 18 tuổi đã giết chết tất thảy 67 võ sĩ ở võ đường Kenjutsu chỉ trong một đêm. Cán cân này thực sự khập khiễng đúng không? Các thành viên trong nhóm thượng huyền ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn, họ là những con quái vật nắm trong tay sứ mệnh vương giả là cỗ máy giết người. Xuất phát điểm của họ đều giống nhau, đều là con người, nhưng năng lực chiến đấu, khả năng thể chất thuần túy trời ban cho họ là khác nhau một trời một vực, như núi cao với vực thẳm. Ngoài năng lực và xuất phát điểm, khoảng cách sức mạnh giữa hai nhóm ngày càng được nới rộng còn phụ thuộc thêm vào dòng chảy của thời gian. Bất kỳ ai khi theo dõi manga của Kimetsu no Yaiba cũng biết, thượng huyền sống lâu hơn hạ huyền rất nhiều. Thậm chí trong khoảng thời gian mà họ tại vị, các hạ huyền đương thời còn chưa chắc được sinh ra. Các thượng huyền luôn giữ vững, bảo vệ chiếc ghế của mình xuyên suốt bề dày lịch sử, từ khi thập nhị quỷ nguyệt được thành lập cho đến lúc nó lụi tàn. Hơn 113 năm qua họ chưa từng gặp nhau, cũng như không hề có bất kỳ một sự thay đổi nào. Điều đó cho thấy sức mạnh của họ là bền vững, bất biến với thời gian. Còn đối với hạ huyền, những ác quỷ với quãng đời ngắn ngủi, với năng lực bị giới hạn, không thể tiếp tục tiến thân, khi chạm chén trụ cột, đối với chúng nó như là một canh bạc với phần thắng chỉ nằm ở mức thiểu số. Riêng về phần thượng huyền, khi đối đầu trụ cột, chúng xem nó như là một trận giao hữu, giải trí, vận động cho giãn gân giãn cốt mà thôi. Vì trên mặt bằng chung, khoảng cách sức mạnh giữa ba thế lực này là vô cùng lớn, nên việc hạ huyền không thể tồn tại được lâu nếu xui rủi gặp phải trụ cột quá sớm, thì chết. Trước khi kịp nhìn thấy tia hy vọng được đặt chân vào nhóm thượng huyền là điều hiển nhiên. Gừng càng dài càng cay, càng sống lâu ắt sẽ càng có nhiều kinh nghiệm. Điều đó luôn luôn đúng suốt hàng vạn năm nay. Quãng thời gian mà các thượng huyền có được nhiều hơn rất nhiều lần so với cuộc sống vồn vã, chạy theo danh hiệu của nhóm hạ huyền, kéo theo kinh nghiệm mà họ tích lũy qua nhiều trận chiến sinh tử cũng tăng theo. Mà kinh nghiệm lại là yếu tố cốt lõi quyết định kết quả của một trận đấu, nếu như sức mạnh của hai đối thủ được đánh giá là ngang ngửa nhau. Lấy một ví dụ về thượng nhất và hạ nhất cho mọi người thấy sự chênh lệch trên cả hai trường phái sức mạnh và kinh nghiệm này. Về phần Kokushibo, ông như là cái viện bảo tàng về kiếm thuật, Wikipedia về hơi thở, chưa từng có một kẻ mạnh nào mà ông chưa từng đối đầu, cũng chưa từng có một loại hơi thở nào không được ông biết đến.
Trải qua hơn 400 năm chiến đấu với hàng vạn kiếm sĩ, nên việc Thượng Nhất xây dựng nên một kho tàng kinh nghiệm đồ sộ cho mình là điều quá sức bình thường. Thậm chí nó còn to lớn, khổng lồ, dai dằng dặc như cái bản tính dài dòng Nhiêu Khê thích hoài niệm của hắn vậy. Đối chiếu với thái cực của Hạ Nhất, Enmu có cho mình điều gì nào? Chẳng có gì ngoài sự ảo tưởng, khao khát chiếm lĩnh một vị trí trong nhóm Thượng Huyền. Điều duy nhất mình công nhận là hắn ta là tính tình kỳ lưỡng, biết lập kế hoạch, suy tính đường đi nước bước rất kỹ càng, nhưng lại thiếu khả năng xử lý khủng hoảng. Đôi khi tự tin quá cũng không tốt đâu nha. Khoảng cách sức mạnh cũng được so sánh bằng thước đo của sức ăn. Vẫn là như thầy Sakonji đã từng nói, con quỷ nào càng mạnh thì càng chứng tỏ chúng đã từng ăn rất nhiều người. Thêm luôn cả một câu khẳng định của Shinobu, Trung Trụ nói rằng nếu chúng ta giết được một Thượng Huyền thì số người được cứu sống có thể lên đến hàng vạn người. Vậy còn Hạ Huyền, số người chúng ăn cũng gọi là đáng kể đấy, nhưng vẫn chỉ là thiểu số so với Thượng Huyền. Điều đó cho thấy tốc độ trên đường đua dinh dưỡng của Thượng Quỷ bỏ xa Hạ Quỷ thế nào. Rui từng tà tội trước khi chết rằng số người mình giết đã chất cao như núi, nhưng chưa chắc nó đã ăn thịt nhiều như thế. Bằng chứng là trong bữa ăn của Gen Quỷ Nhện, thức ăn của loài quỷ là thịt người cơ mà. Vậy sao trong chén của ai cũng trống không vậy? Nó đơn giản chỉ là trò chơi sáo rỗng của một đứa trẻ. Nếu muốn sinh tồn, các thành viên phải tự kiếm ăn hoặc đợi có người mò lên núi để ăn thịt. Nghe có vẻ là hơi bị đói kém đấy. Nhưng Thượng Huyền thì tính xa hơn. Chúng dự trù kế hoạch cho kế sinh nhai rất rõ ràng. Daki có hẳn một căn hầm dưới lòng đất để dự trữ thức ăn. Douma có cả một cái tủ lạnh mang tên Vạn Thế Cực Lạc Giáo. Các Thượng Huyền như Douma hay Daki đều có sẵn thức ăn dự trữ khi cần, nên không nhất thiết đến bữa mới phải đi săn như những con quỷ khác. Việc đi săn vào ban đêm cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nguy hại cho lũ quỷ yếu ớt. Nếu chẳng may chúng gặp phải thợ săn quỷ hay trụ cột đang đi tuần thì sao? Hoặc xui hơn nữa là gặp mấy nhân tố sở hữu khả năng giết quỷ bộc phát thành một phần bản năng như Gilmay, Muichiro và Sanemi thì ôi thôi, không bị hành cho đến sáng thì mới là lạ đấy. Có một câu hỏi khá hay mà một người bạn của mình từng đặt. Nếu Enmu thành công ăn thịt hết 200 hành khách trên đèn tàu vô tận thì có lên được Thượng Huyền hay không? Theo mình câu trả lời là không. Dù cho Muzan có cho ăn thêm máu quỷ sau khi ăn xong 200 người đi nữa thì vẫn là không. Tại sao mình lại dám chắc là như vậy? Hạ Nhất là con quỷ đã đến rất gần với chiếc ghế thượng lục rồi kia mà. Có thể vị trí và hai chức vị đã đứng gần nhau thật đấy, nhưng vẫn là rào cản về thời gian, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu, phán đoán tình hình, sự mưu mô xảo quyệt trong việc tính toán đường tiến đường lui. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến Gyutaro đè bẹp Enmu mất rồi. Nếu tính về sức ăn, số lượng người mà Thượng Huyền đã làm gỏi so với Hạ Huyền, con số đó ít nhất cũng phải cả ngàn người, còn đối với Thượng Nhị thì lên tới vài vạn cũng nên. Chốt lại, nếu đánh giá trên thang điểm 10, khi Thượng Huyền đạt được số điểm tuyệt đối thì Hạ Huyền có lẽ chỉ được tầm 3 điểm mà thôi, và khoảng cách sức mạnh giữa họ sẽ dao động trong khoảng từ 7 điểm trở lên. Có nghĩa là một Hạ Huyền phải mạnh hơn gấp đôi 3 lần sức mạnh của chúng hiện tại, may ra mới có cơ hội được sờ vào chiếc ghế Thượng Huyền lục. Đó là mình so sánh trên cương vị của Hạ Nhất thôi đó nha. Nếu mà cấp còn thấp hơn thì khoảng cách sức mạnh còn xa hơn nữa. Vậy là chúng mình vừa tìm hiểu về khoảng cách sức mạnh giữa Thượng Huyền Quỷ và Hạ Huyền Quỷ chính xác là bao nhiêu. Nội dung trong video chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý để giúp mình cải thiện hơn. Đừng quên like, đăng ký anime văn học để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.